Ok, thì trong cái phần này cô sẽ hướng dẫn các em về cái một cái phần nhỏ về API. Tức là hôm trước mình đã có API để đọc tin tức từ Open Weather Map này, và mình làm một cái ứng dụng dự báo thời tiết nho nhỏ. Ví dụ mình gõ tên các thành phố, mình đưa ra là cái thông báo dự báo thời tiết ở thành phố đó. Thì bây giờ mình sẽ có một cái bài khác. Bài khác này thì mình sẽ có một cái API ở đây. Mình có một cái API ở đây thì cô sẽ gửi cái link này cho các em nhé. Thì trong cái phần API này, các em có thể search đó là Hacker News API, thì các em sẽ ra được cái trang như thế này. Thì đây là cái API người ta viết sẵn để có thể là mình cung cấp các cái thông tin. Thì ở trong này ví dụ như là người ta sẽ giới thiệu về các cái link, ví dụ như chú thích thì nó ở đâu, các phần ask ở đâu, ví dụ job thì nó ở đâu. Đấy, thì mình sẽ sử dụng một trong các cái link này nhá. Và trong mỗi một mẫu tin ấy, thì nó sẽ có cái phần link này, nó khá là gần gũi với cả cái dữ liệu thực real time. Dữ liệu này khá gần với cả cái dữ liệu mà trong thời gian thực tế nhất. Cho nên là mình có thể sử dụng này, cái phần này để mình đọc, làm cái ví dụ mình đọc tin. Đấy, thì mỗi một mẫu tin thì nó sẽ có các thông tin chi tiết là như thế này. Ví dụ ID là tên, cái mã ID của nó này. Deleted là trạng thái là đã xóa hay không. Types là cái loại này, tin tức này là gì, là job, là story, là comment post hay là post. Pull option, rồi là được tác giả là ai, rồi thời gian, rồi text, rồi các cái thông số khác, ví dụ như là URL. Đấy, thì URL để đến cái đường dẫn cụ thể đến cái thông tin đó. Và chút nữa thì mình cũng sẽ dùng cái thông tin này để mình hiển thị trên trang web. Đấy, thì là các cái phần chính và tiêu đề của cái bài. Đấy, thì là các cái nội dung trong một cái mẫu tin. Đấy, thì mẫu tin này nó sẽ hiển thị như thế này nhá. Ok, thì ví dụ như là cô lấy cái link của cái phần đó là ví dụ như là new top best story chẳng hạn. Thì cô lấy top stories, và đây là nó sẽ hiển thị 500 cái top stories. Thì mình có thể copy cái link này. Đấy, copy cái link này. Rồi các em vào Postman, các em test nhé. Các em vào Postman thì các em test ở đây này. News API Postman. Đấy, thì cô ví dụ cô test, copy cái link đấy vào đây các em test chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì dữ liệu nó sẽ ra khoảng khá nhiều. Ví dụ như là vừa rồi người ta nói 500 thì ở đây chắc là 500 thôi. Ok, đấy thì trừ hai cái dấu ngoặc vuông đi là 502, thì đúng là 500 bản ghi. Thì trong mỗi một cái này là một cái record. Thì nếu mà các em muốn xem chi tiết của record thì các em xem cái mẫu tin ở bên này. Đấy, các em thấy là xem có phần là từng cái patio, từng một cái item cụ thể. Từng một cái item cụ thể thì mình sẽ view bằng cái giá trị như thế này. Đấy, thì ví dụ đây là một cái ví dụ mình xem một cái story chẳng hạn, thì đường link như thế như như sau, đúng không? Đấy, thì các em copy cái đường link này vào, các em copy cái đường link này vào trong Postman, các em test nhá. Đấy, Postman các em test, copy vào. Thì sau đó các em thử thay ID đi. Đấy, ví dụ như là ở đây cô lấy một cái ID là ví dụ bất kỳ ở chỗ này chẳng hạn. Đấy, thì cô sẽ thay vào cái vị trí vừa rồi copy để các em thử xem giá trị nhá. Đấy, thì cái đường link vừa rồi copy này, sau đó thay cái ID của JSON vào thì các em sẽ ra được bản tin chi tiết. Đấy, thì bản tin chi tiết thì một cái bản tin chi tiết thì nó sẽ như sau. Đấy, ví dụ có ID, descendant ID đây đúng không nhỉ? Rồi có title, có time này. Đấy, có time này. Rồi có title đúng không nhỉ? Có title. Đây là cái tiêu đề đúng không? Còn đây là đường dẫn. Đấy, vậy thì các em thử click vào cái đường dẫn này nhá. Các em thử copy đường dẫn này mở một cái tab, một cái request khác. Ví dụ cô copy đường dẫn mở sang request bên này chẳng hạn. Thì cô request về dữ liệu trả về dạng HTML đây đúng không? Và cái này là mình xem ở trên Postman. Còn nếu mà các em xem ở trên trình duyệt ấy, đấy thì nó sẽ ra được đúng cái trang web đấy nhá. Ví dụ cô copy cái đường link này lên trên trình duyệt chẳng hạn, đúng không nhỉ? Đấy, thì đây là một cái bài viết ở trên Business Insider nhá. Ok, thì đấy là cô giới thiệu về cái API mình sử dụng một chút. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ code một cái trang web như sau. À, không phải một cái trang web, một cái ứng dụng nho nhỏ giống như kiểu ứng dụng đọc báo ấy. Đấy, thì mình sẽ fit tin từ cái API đó. Thì đây là ví dụ như thế này, mình fit tin về, mình lấy một các cái mẫu tin. Đấy, sau đó mình, đây là có tiêu đề, mình kích vào tiêu đề thì sẽ ra một cái chi tiết một bài chẳng hạn. Đấy. Ví dụ cô kích vào một cái bài viết thì nó sẽ ra một cái link tới URL này. Và trong URL này mình có thể link tới, trong này bài viết này có các link thì mình cũng có thể xem được các cái link ở đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ học cách để làm cái phần nội dung này. Ok, thì trước khi bắt đầu thì cô cũng xin nói là cái code ở trong bài này nó chưa được tối ưu hết.
Và thực ra thì nó cũng chỉ mới ở mức độ sơ lược, thì ở trong các bài sau thì cô sẽ hướng dẫn nâng cao dần. Thế nhưng bài này thì để các em hướng dẫn các em để các em kết hợp, học cách kết hợp giữa phần là mình duyệt API rồi mình đọc hoàn toàn là chỗ này cô chưa sử dụng thư viện để duyệt API, ví dụ như là Volley chẳng hạn. Volley, nhưng mà trong này thì mình viết code thuần túy hết để các em hiểu được các cái bước. Kể cả trong này thì chút nữa cô sẽ dùng SQLite và tất cả cái code này đều là code thuần. Ở đây thì cho các em hiểu sâu mà khi mình chưa cần dùng đến database và chưa cần dùng đến các thư viện khác, thì tuy nhiên là để mà làm tốt hơn thì mình cũng sẽ có những cái cấu trúc code nó tốt hơn. Đấy. Thì ở trong bài này mình cứ bắt đầu từ những cái đơn giản trước nhá, để mình hiểu ngọn nguồn của mọi thứ. Ví dụ mình đọc các cái stream thì mình cũng đọc từng phần một nhá. Ok, thì bây giờ cô sẽ giải thích cho các em cái phần hướng dẫn cơ bản nhá. Hướng dẫn cơ bản. Thì ở đây có cái phần đầu tiên là các em sẽ thiết kế. Đấy, mình sẽ thiết kế nhá. Mình sẽ thiết kế cái phần này thì các em sẽ có cái phần là main activity. Main activity. Thì trong activity main này thì cái phần design ấy, các em chỉ cần đặt cho cô một cái view vào. Đặt cho cô một cái list view vào nhá. Design của nó. Cái phần là structs này. Đấy, component tree đi. Đấy thì mình sẽ đưa cho cô một cái list view vào trong cái main activity. Trong main activity các em chỉ cần một cái list view thôi nhá. Sau đó các em căn chỉnh cho nó phù hợp. Đấy, ví dụ như là layout rồi các cái giá trị khác nhá. Đây là list view ở trong main. Thế sau đó thì bên cạnh đó thì mỗi một cái bài viết mình sẽ để trong cái article activity. Thì làm sao để tạo ra cái này? Thì các em kích chuột phải và các em chọn new. Các em kích chuột phải vào cái phần cái package của mình. Rồi các em chọn new này. Để sau đó các em chọn là activity. Activity. Rồi các em chọn là trong gallery nhá, các em chọn activity rồi các em chọn là trong gallery. Thì đi trong cái gallery này thì các em sẽ chọn đến empty. Đấy, trong empty. Rồi empty này thì các em viết code thôi nhá. Đây các em chọn empty activity. Sau đó thì các em viết code cho phần đấy nha. Ok. Thì trong cái phần activity các em đặt tên nó là article activity. Đấy, thì ở đây mình sẽ có code của phần article activity, phần design của nó như sau. Đấy, thì trong cái phần design này ấy, các em để cho cô một cái control, đó chính là web view. Cái mấu chốt là các em có một cái URL các em muốn duyệt được dữ liệu. Đấy, thì các em sẽ đẩy vào đấy giúp cô một cái gọi là web view nhá. Web view, cái còn component để mình hiển thị web đấy là web view. Đấy. Ok. Mình để giúp cô một cái web view vào, các em căn chỉnh các cái thông số cho nó phù hợp theo hợp mắt các em là được nha. Như vậy là chúng ta sẽ có cái phần main activity là có một cái gì, có một cái list view, chúng ta có một cái list view, list view để hiển thị danh sách các cái tin tức. Còn bên article này thì chúng ta sẽ có là article activity thì chúng ta sẽ có web view để chúng ta hiển thị web nha. Thì đấy là cái phần thiết kế. Ngoài ra nữa thì cái phần là phần manifest của mình, cái phần config của mình ấy, thì mình cũng lưu ý là mình cần phải có thêm là user permission, Android permission internet. Cái này thì trước cô đã nói rồi đúng không nhỉ? Thì cô nhắc lại cho các bạn, nhớ các bạn quên nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ về với cả cái trang là main activity của mình. Thì mình cần đọc dữ liệu. Mình đọc dữ liệu thì ở trong này mình có cái download task giống như hôm trước mình đã làm. Mình tạm thời bỏ qua cái phần trên trước nhá. Mình có một cái phần là download task đây, download task. Thì cái phần task này thì mình sẽ có là cô xóa cái code thừa đi nữa. Ok nha. Mình có download task thì nó cũng có phần nó giống như hôm trước đúng không nhỉ? Cái này mình viết ở trong cái phần main activity. Download task to in progress. Mình có cái phần này để mình mở ra cái kết nối rồi mình đọc dữ liệu đúng không? Thì phần doing background này mình sẽ truyền vào một loạt các cái URL nếu mà mình muốn nó chạy. Trong trường hợp này mình có một cái URL để mình duyệt thôi thì mình lấy cái URL không. Sau đó mình duyệt tin, mình open connection. Mình open connection. Zoom to ra một chút nha. Ok. Thế thì mình có một cái doing backgrounds này. Sau đó mình có well này. Mình lấy cái well không ở trong cái tham số truyền vào ở đây. Sau đó mình mở ra một cái kết nối đến cái well. Mình đọc dữ liệu, tạo ra một cái input stream. Và mình tạo ra một cái input stream reader. Thì input stream đó mình đọc dữ liệu read.
và khi nào mình đọc đến đoạn cuối cùng thì thôi, và sau đó output mình trả về đó là một cái string. Và ngoài ra thì ở chỗ này mình có convert chuyển sang dưới dạng là JSON, và mình không đọc quá nhiều tin bởi vì là ở JSON này thì nếu mà cái độ dài của nó nhỏ hơn 20 thì mình sẽ lấy ra cái số lượng item này của các cái phân tử. Sau đó phía dưới là phần này mình cần có liên kết tới cả database. Đấy. Liên kết database thì chỗ này tạm thời mình chưa nói đến cái phần là tạo database ở đây trước. Thì chỗ này là mình cái đọc tin này, đọc tin này. Thì sau đó thì ở chỗ này phía dưới các em thấy mà mình duyệt qua các cái phần tin tức của mình ấy, thì mình duyệt qua từng cái mẫu tin một. Thì vừa rồi cô có demo là mình có lấy cái mẫu tin ở trên ví dụ như Hacker News Firebase này, rồi Top Stories đúng không nhỉ? Cái đoạn này thì trả về ví dụ như là 500 tin tức. À, cái dòng này sẽ trả về 500 tin tức, còn cái link này sẽ trả về từng tin tức một. Như vậy là khi ứng dụng của chúng ta bắt đầu ấy thì chúng ta có cái đoạn duyệt này này. À, nó sẽ trả về toàn bộ tin tức. Cái đoạn dưới này chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta sẽ lấy khoảng 20 bản ghi đầu tiên. Đấy, và chúng ta sẽ duyệt tin để chúng ta hiển thị. Thì đoạn này là chính hiển thị từng tin tức một. Đấy, chúng ta lại đọc xong lại chúng ta lại đi vào cái chi tiết này. Bởi vì các em sẽ thấy là gì? Ở đây là hiển thị ra ví dụ như đây là toàn bộ các cái tin. Hacker News là toàn bộ các cái phần tin tức của chúng ta. Đấy thì nó sẽ trả về dữ liệu như thế này. Còn với cả new item, tức là cái đường link API nó khác đi thì dữ liệu nó sẽ trả về kiểu này. Và mỗi một cái lần chúng ta duyệt qua cái API này thì chúng ta đọc tin đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ có các cách xử lý khác nhau. Còn đây là chúng ta lấy ra danh sách, còn đây là chúng ta lấy ra chi tiết thông tin. Vậy thì cô giải thích sơ lược cái cấu trúc trước nhé. Thì ở đoạn trên này là các em để lấy ra phần danh sách này. À, lấy ra danh sách. Sau đó đoạn dưới này là chúng ta sẽ duyệt chi tiết các cái tin tức. À, duyệt chi tiết các cái tin tức nhá. Đoạn dưới này trong vòng for chúng ta duyệt chi tiết các tin tức, và trong mỗi lần đó thì chúng ta sẽ convert sang dưới dạng JSON và chúng ta sẽ xử lý. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc tin tức, chúng ta chú ý đến các thông tin liên quan đến title, liên quan đến URL. Đấy, để chúng ta làm gì? Cái title chính là cái nội dung tiêu đề của bài viết. Nội dung tiêu đề của bài viết và URL chính là cái phần đường link của nó nhá. Đấy thì chúng ta quan tâm đến hai cái thông tin này. À, và còn cái ID là chính là cái giá trị chúng ta truyền vào, ví dụ ID ở đây là 28283468 đúng không nhỉ? Đấy thì nó chính là một cái giá trị ở bên này. 28383468 đấy thì chính là cái ID ở 496 đấy này, ở line 496 nhá. Thì cô lấy ví dụ như thế để mình thấy là nó sự tương quan giữa các cái API cũng như đoạn code trong này của mình. Như vậy đoạn này mình duyệt tin và mình đọc qua các cái title và URL. Sau đó thì trong cái URL này mình lại đọc tiếp các cái content. À, đọc tiếp content bởi vì làm sao cái nội dung bài viết của mình sẽ trả về dạng là các cái phần HTML. Thì lần đầu các em duyệt tin ấy thì nó sẽ đọc khá lâu đấy. Tùy vào máy của các em. Thì nhưng mà chút nữa thì cô sẽ gửi cho các em cái video để mô tả về cái phần đọc tin đấy. Đấy thì các em đọc một lần đầu thôi. Sau đó lần sau thì các em có thể lần đầu tiên các em đọc giống như là các em chưa có dữ liệu ở trong cái phần là SQLite. Đấy, thì SQLite tức là một cái phần mà mã nguồn mở và cho phép mình triển khai và mình lưu dữ liệu luôn ở trên cái thiết bị Android, và nó được tích hợp luôn ở trong Android nhá. Thì bây giờ thì cũng không có nhiều ứng dụng mới, thì cũng cũng, cũng tùy ứng dụng, nhưng mà người ta cũng không khuyến khích sử dụng SQLite lắm, nhưng mà nếu mà các em muốn sử dụng ấy, thì hoặc là trong ứng dụng của các em nó cần thì các em cũng cần biết. Đấy, thì cô giới thiệu nhá. Thì ok, thì đấy là cái phần là cô hướng dẫn về các cái bước chính để mà mình đọc thôi. Đấy, thế thì bây giờ là mình sẽ quay trở lại là cái SQLite nó ở đâu nhá. Thì bây giờ mình sẽ có các cái ví dụ các cái title và các contents mình để vào các array list, và cái list view của mình ấy mình sẽ cần có một cái array adapter. Còn nếu mà mình muốn tương tác với cả database lưu đối tượng, tạo đối tượng SQLite database thì các em tạo ra một là article DB và cái kiểu dữ liệu của nó là SQLite database. Thì đây là một phần mình khai báo các cái tham số, các cái biến đúng không nhỉ? Ok. Thì phần onCreate, phần on khi mà onCreate thì mình mở một cái open hoặc là create database, mình tạo một cái, ví dụ đây mình có cái article DB đúng không nhỉ? Thì mình có thể là open này, or create database, tức là nếu mà có rồi thì nó mở, còn nếu mà chưa thì nó sẽ tạo database đấy, tên là articles, mode là private. Sau đó nữa thì về sau khi các em tạo xong ấy, thì mỗi lần các em chạy xong thì nó sẽ mở sẵn cái database ra. Sau đó thì lần đầu mình chạy ấy,
hoặc là các lần sau thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là, đây mình có cái lệnh là create table if not exist, nó giống như cái lệnh mà các em viết trong SQL thôi, tức là mình tạo một cái bảng articles với các cái trường như thế này. Nếu mà nó chưa tồn tại thì mình tạo, còn nếu mà tồn tại rồi thì mình sẽ không tạo, thì đấy là ý nghĩa của dòng này. Thì tuy nhiên là đôi khi nếu mà các em muốn xóa cái database đi và các em làm lại đấy, mà các em muốn duyệt lại đấy, thì các em có thể để một cái lệnh là drop table ở đây đấy. Nhưng mà thông thường khi các em đã tạo xong rồi để các em tiết kiệm tài nguyên ấy, đấy, thì các em sẽ xóa cái lệnh này đi. Và thường thì mình sẽ không để lệnh này khi mà chạy ứng dụng runtime, bởi vì như thế này có nghĩa là mỗi một lần chạy đến ứng dụng thì nó lại xóa bảng đi. Thì như này có nghĩa là mình ở đây là mình gì, mình tạo hoặc là mở một database, nếu mà chưa có thì nó sẽ tạo ra database này, còn đây là nếu mà chưa có bảng thì tạo ra bảng, còn nếu mà có rồi thì thôi. Đấy, sau đó phần này thì nó thực hiện download task. Thì tại sao cô lại chú thích cái dòng task execute ở đây? Cái dòng này thì quen thuộc đúng không nhỉ, trong cái ví dụ trước thì cô đã hướng dẫn rồi, chính là cái mà mình đã sẽ duyệt. Trong task execute này thì nó sẽ duyệt vào cái phần là doing background này đúng không, và nó chuyển cái URL này vào, chính là nó sẽ thực hiện đoạn dưới này để nó đọc dữ liệu cho trả về chúng ta dữ liệu. Thế thì nếu mà thực hiện lần đầu nó đã ok rồi thì lần sau cô không cần nữa. Bởi vì lý do làm sao? Bởi vì lần sau ấy thì cô tất cả khi mà cô đọc dữ liệu ấy thì cô đã chuyển nó insert into vào trong database rồi. Do vậy là từ lần sau cô đọc thì cô sẽ duyệt ở trong database. Tuy nhiên thì cái này là tùy chọn nhá. Thì ví dụ nếu mà các em không muốn nữa thì về sau các em có thể có các cái chế độ mode, thì có khoảng bao nhiêu lâu đấy các em duyệt lại tin, thì cái đấy là tùy. Còn đây tạm thời là ví dụ cô đang mô tả là nếu mà cô không dùng nữa thì cô sẽ chú thích cái dòng này lại. À, còn về sau các em có thể switch các cái trạng thái phù hợp, tức là lựa chọn cái trạng thái phù hợp là mình có thể execute hoặc không. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần, đó là mình có mình có cái phần là đầu tiên ấy, thì các em vẫn phải có task execute này nhá, task execute này, và các em đừng viết cái dòng này. Cái dòng này thì các em chỉ viết trong trường hợp là nếu mà các em chạy lần thứ hai và các em muốn xóa bảng đi thôi. Thế nhưng mà chạy lần đầu ấy, thì nó cũng khá mất nhiều thời gian để các em wait, đợi nó một chút nhá. Thì cái dòng này để chúng ta truyền cái link API ở xuống phía dưới này, và nó sẽ thực hiện các cái phần doing background ở đấy, cái phần doing background này. Thì phần này là duyệt tin mảng ra này, rồi for each này chúng ta duyệt từng tin một đấy. Thì nếu mà có dữ liệu ở trong cái phần article thì mình xóa đi đấy, có dữ liệu thì mình xóa đi và mình làm mới đấy. Sau đó thì mình duyệt từng tin một ở đây nhá. Cô đi slow motion một chút ở đoạn này để các em xem này. Sau đó mình xóa này, đoạn này mình duyệt từng cái tin một ở đây, duyệt từng tin. Thì sau đó trong từng tin này thì các em quan tâm đến title và URL, đấy thì chúng ta sẽ duyệt tiếp, mở cái connection đến các cái phần URL đây, có article URL này, chính là các cái nội dung của cái bài viết, là một từng cái đường link cụ thể đây này, từng đường link cụ thể trong một cái bài viết nó có một cái đường link URL này, và chúng ta sẽ cũng cần phải duyệt đến cái phần này nữa, thì đó chính là để duyệt tin. Đến cái phần này tại sao cần, bởi vì chút nữa thì mình sẽ cần hiển thị nó ở trang web sau à, nhá. Ok, thì cái phần này là mình duyệt đến cái nội dung của từng cái bài viết đấy, từng cái link cụ thể mình đọc tiếp cái tin tức ở đấy. Thế sau đó thì nếu các em muốn ghi log để các em xem mà đọc tin như thế nào ấy, thì em có thể log y để information ở đây, tag là HTML, và các em xem được cái nội dung của bài viết nó ở đây. Đoạn này là mình đọc cái nội dung bài viết, thì về sau các em sẽ thấy được các cái thẻ của cái file HTML, cái nội dung HTML mình sẽ hiển thị ở đây nhá. Thế sau đó nữa là mình sẽ có cái phần string SQL này, ví dụ insert into article, đây là chính đoạn mình insert vào cái bảng mà mình đã tạo phía trên nhá. Trên này mình có tạo bảng rồi đúng không nhỉ, trên này mình có tạo bảng ở đây đấy, thì chỗ này mình insert into vào nhá. Đấy, thì đây là phần doing background, tức là mình đọc các cái phần API rồi mình đưa nội dung vào trong database. Rồi thì sau đó nữa là onboard execute, vừa hôm trước cô đã giải thích rồi đó nhỉ. Onboard execute thì nó là cái bước thứ tư ở trong cái quá trình, và cái string input này chính là output của cái quá trình phía trên đấy. Mình gọi đến shipper onboard execute và mình gọi update lead view. Thì cái update lead view này nó làm nhiệm vụ gì thì chúng ta lên đây chúng ta xem đoạn code nhá. Update lead view, update lead view này thì thuộc class ở cái phần main activity. Như vậy là cấu trúc code của các em sẽ như thế này. Chúng ta có là main activity extend từ cái app này, sau đó mình on create, mình có hàm update list views, và trong này mình viết thêm class là download task. Cái class download task thì vừa rồi cô giải thích rồi nhá. Bây giờ cô tạm close lại để các em nhìn tổng quan cấu trúc code. Thế trong update list view này thì mình sẽ có, mình duyệt qua, mình raw query, mình duyệt qua dữ liệu trong cái bảng articles, sau đó mình lấy nội dung ở trong cái phần là content với cả phần là title.
sau đó mình đọc và mình duyệt các cái nội dung, mình duyệt qua. Mỗi lần mình có cái cursor là con trỏ để mở trỏ đến phần ghi đầu tiên, sau đó cứ trỏ đến bản ghi cuối cùng, và khi nào không còn dữ liệu nữa thì thôi. Đấy, thì ở đây mình có cái array adapter. Thì cái array adapter này mình sẽ notify set data set change, tức là mình sẽ đưa cái dữ liệu vào trong cái array adapter. Đấy, tiếp theo này mình sẽ nhìn thấy cái phần on create. Vậy thì đoạn nào nó sẽ gắn dữ liệu vào trong cái list view của chúng ta? Đấy, thì ở đây mình download task xong, mình tạo task xong này. Trong cái task gì thì khi mà gọi đến on post đúng không nhỉ, nó sẽ gọi gì? Sau khi mà gọi đến doing background rồi thì on post execute nó gọi đến update list view. Update list view sẽ làm cái việc này, nó sẽ có dữ liệu trong array adapter. Đấy là các việc đã làm xong đến bước này. Thì đây mình khởi tạo đến đây thì nó đã có dữ liệu trong array adapter rồi đúng không? Thì sau đó thì nó sẽ nhớ là lần lần đầu thì các em phải chạy cái dòng này nhá, mở cái chú thích này ra. Đây là mình có cái list view, mình fill by ID đúng không nhỉ? Rồi mình tạo ra một đối tượng array adapter, mình gắn vào cái rlayout simply list item 1. Thì cái simply list item 1 chính là cái gì? Đấy, chính là cái phần là list view của mình ở cái phần này. Mình sẽ đẩy vào đây cái rlayout này. Simply list item 1 titles, array adapter. Mình sẽ set cái list view của mình ở đây. Mình có cái list view đây, bên này các em sẽ có cái ID là list view đây. List view nha. Trong cái list view này thì các em sẽ gắn dữ liệu vào cho cái phần là set adapter, array adapter này. Rồi các em bắt sự kiện là set on item click list n item, tức là để làm gì? Để khi mà các em click vào một cái phần trong cái list view này này, các em click vào một cái phần ở trong list view nhé, ví dụ như này chẳng hạn. Ok, chắc là nó read lâu quá rồi. Cô chạy lại cái này nhé. Thì đại khái là mình có cái list ở bên kia chẳng hạn, thì mình sẽ kích vào cái list, mình bắt sự kiện là nó kích vào một cái phần tử để giống như bình thường các em có các danh sách thôi. Đấy, thì mình kích vào bắt sự kiện là khi mà kích vào một cái phần tử đó thì mình sẽ chuyển sang phần là làm gì. Đấy, thì chỗ này mình sẽ on item click, tức là mình bắt sự kiện là khi mà click vào một phần tử. Đấy, thì mình sẽ chuyển sang cái phần mình đi kèm nó, gửi sang là một cái phần adapter view. Đấy, thì mình sẽ sinh ra cái phần là tạo ra một đối tượng là intent, rồi là put extra. Thì cái put extra này mình sẽ làm gì? Để mình đẩy cái phần content này vào. Phần content này chính là gì? Cái phần content này ấy, chính là cái nội dung mà là cái file HTML mà mình đã duyệt. Đấy, thì khi mà các em ghi log file vào ấy, ghi log file vào thì các em sẽ thấy được cái nội dung đấy. Đấy, thì mình set activity intent. Đấy, thì để mình mở cái phần cái activity con ra nhá. Đấy, thì ví dụ như là cái này mình bắt sự kiện là gì? Khi người dùng click vào một cái item như thế này. Đấy, thì nó sẽ mở đến cái phần làm của mình định nghĩa đây là một cái article. Đấy, activity articles. Đấy, thì nó sẽ ra cái trang này. Cái trang này chính là hiển thị cái nội dung content của HTML trước mà mình đã load về. Đấy, thì là ý nghĩa của đoạn này nhá. Thì cô hướng dẫn gọi là sau đó thì các em lại update lại list view nhá. Sau bước này thì các em lại gọi đến hàm update list view. Đấy, thì cô hướng dẫn các cái bước cơ bản để các em làm. Thì bây giờ các em thử làm xem nhá, vừa làm vừa khám phá nhá.